Xin chào các bạn, hôm nay mình xin mình giới thiệu với bạn cái máy mà trộn liệu của mixer nha các bạn. Máy này cái bồn trộn liệu của mixer nè. Bột này rất là độc hại nha các bạn, bột bỏ vô đây là nó mấy cái bột ấy mà. Bột cái này ra rất là độc hại. Chỉ cho bạn coi ha. Ý, chuột, trời ơi, chuột chết các bạn ơi. Thúi. Chuột nó chết đây nè các bạn. Nguy hiểm quá. Đây là cái motor này. Quay cận cảnh ha. Quay cận cảnh, sát cảnh nha, cái máy nó trộn liệu cho các bạn coi. Tôn dày á mà. Tôn dày lắm á. Ở đây cái motor bự hơn. Để mình mở này ra cho bạn coi gì trong đây nha. Mở này ra nha. Ô, cái này sạch nó bạn, này nhưng chưa xài. Chốt ra cái máy này có nghĩa là mình sử dụng rồi nè, đứt dây của rò đứt hết nè, cái dây này đứt hết nè, đứt hết chân hả mẹ. Của rò này nó có dây ba dây mà đứt hết dây rồi nè, đứt hết một dây rồi ha. Nhìn ở đây rất là hoành tráng hay bằng cao, cái ống này xả lên trên máy tôn nữa bạn ơi, xả lên trên máy tôn bị chói nắng nè, chói nắng đó. Thì cái máy nó vậy nè, tôi máy trộn điện, đây là đường ống dây điện nè, đường dây điện ra. Liệu xuống đây trộn nó thổi qua bên kia, sẽ mở thử cho bạn coi gì. U bột không rồi, úi trời, ui mấy bạn thấy bột nó bay, bột này nó nhuyễn còn hơn heroin nữa nha bạn, mình hít vô là rất có phê luôn các bạn ơi. Bột cái bột ở trong đó bạn. Ở trên kia là nó vô cái phòng trộn liệu của mixer các bạn ơi. Đây. Đây là mình chói nắng. Bên bên quay các bạn coi. Đó thì nó là cái máy để trộn liệu. Cái miếng tôn nó dày lắm nha bạn, làm tôn nghe có vẻ nó dày rồi. Này là cái miếng vải thôi, nó nối hai cái ống này nè, nhưng mà cái miếng vải này chân bồn chân. Cái liệu mấy cái bột ZQ các bạn, 180B ZQ, bột 180B chọn cái bột này nha. Trên đó là cái hệ thống đường dây điện, nóng nóng đó bạn. Nóng cái ống xả bột ra ngoài.
sinh cái bộ này mệt lắm mày, vệ sinh mấy cái này là y như là hít heroin vậy mày, cái bột nó rất rồi. Đây mình sẽ quay vô cái phòng này. Quay xa xa cho các bạn coi, đó là cái chỗ mà nó trộn vật liệu sơ đó, quay toàn cảnh xa. Sinh này là một chỗ trộn liệu sơn, này có một cái kho pallet, kho pallet gỗ với pallet sắt. Ủa, có cái ghế ngon quá, dục hả ta? Quay chụp gì à? Hả? Chụp rác à? Không, quay phim đi chụp rác, để nó đi chụp rác. Lấy đinh ra. Giờ bác tháo đinh ra rồi. Đây là anh lấy đinh ra cái gỗ này vô là sấy. Đây là khu vực kho rác các bạn. Kho rác mình có kho ba lớp gỗ ba lớp sắt. Đây là những cái phế mà bao bì, những cái giấy mà giấy nè. Giấy rất nhiều mà này là đầy hết cái kho này luôn các bạn. Đầy hết kho giấy. Này là kho giấy nha. Giới thiệu là kho rác sinh hoạt các bạn. Kho này thú kinh khủng mà. Sáng thôi. Chất bịch dùng đây nha. Rồi phía sau này nó có thêm một cái kho nữa mà. Chất thải nguy hại mà. Đây.
Đây là những cái thùng quá chất nè. Cái thùng này, này là thùng dầu. Này là thùng dầu nữa nè. Này là những thùng dầu. Đây là những cái bình đựng hóa chất, những thùng đựng chất tẩy rửa nè, chất dầu quá chất nè, chất độc nè, kho này rất là độc luôn nè. Thùng quá chất. Thùng này rất là độc nha. Mày này coi ha. Cái thùng này đựng quá chất xong rồi mình dụng đây ha. Có cháy chữa cháy nha bạn. Tùy nó có phân ra nhiều cái kho rác rác nè. Đây cũng hết rồi ha. Chào tạm biệt các bạn ha. Cả các bạn ha. Gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.